Chào mừng tất cả các chị đã quay lại với kênh Bất Động Sản Bồng Bàng. Thì khi mà anh chị xem cái video này thì chắc chắn là nhiều anh chị xem rất là quen mắt đúng không? Tại vì đây là video thứ ba mà em đăng lên, và cái lô đất này em đã đăng lên 3 lần và vẫn chưa bán được. Từ đây lên trung tâm hành chính huyện Bầu Bàng là 2 km, còn hướng này là đi xuống bến cát, và phía ở trong đây sẽ có một cái quán ao trưa. Và sát cái quán ao trưa này, em sẽ giới thiệu đến anh chị một cái lô đất là ngang 30 sâu 78. Và ngày xưa là giá cái ao xưa và có một lô đất kế bên ao xưa, và ngày xưa bán với giá là 3,5 tỷ. Thì với cái diện tích là 30 nhân cho 78 thì cái diện tích là đất rất là vuông vắn và rất là đẹp anh chị. Và ở đây là mặt tiền phía trước đi vào đất là tầm khoảng là 5 mét anh chị. Và trong đây thì dân cư cũng lác đác vài nhà rồi. Phía đằng sau kia là có một cái biệt thự. Còn phía trước đất là mặt tiền đường 5 mét, kế bên lô đất của chúng ta có 1, 2 cho đến 3 cái nhà dân gì đấy. Đất rất là bằng phẳng và rất là đẹp anh chị. Mà bên chủ nhà hiện tại người ta cũng đang cần bán. Ngày xưa người ta bán là 3,5 tỷ. Còn bây giờ người ta đang ký gửi lại cho Hà Giang bán là 2 tỷ 550 triệu anh chị. Thì hiện tại bây giờ cái giá này rất là tốt rồi anh chị. Cái giá này là ok lắm rồi đó anh chị. Thì theo như em cảm nhận được, nếu như anh chị mua được cái lô đất như thế này, vuông vắn từ đầu tới đuôi, hình chữ nhật như thế này, với diện tích là 2.340 m², và từ đây mà đi qua khu công nghiệp thì nó rơi vào tầm khoảng là 1 km. Đây là khu công nghiệp Bầu Bàng mở rộng đó anh chị. Còn ở phía xung quanh thì rất là nhiều nhà xưởng, và từ ngoài quốc lộ 13 đi vào tầm khoảng là 500 m. Thì với cái 500 m này thì hiện tại là 500 m, nhưng mà sau này sẽ có một cái con đường quy hoạch chạy ngang đất của mình. Thì cái con đường mà chạy ngang đất của mình đó là em đã kiểm tra và đã test rồi, đó là con đường Hồ Chí Minh nha chị. Nếu như anh chị nào muốn test thì anh chị có thể liên hệ là Zalo với em sẽ gửi sổ cho anh chị để anh chị test. Sẽ có một con đường chạy ngang đất mình, cách tầm khoảng là 100 m sẽ có một con đường chạy ngang, đó là con đường Hồ Chí Minh. Còn cái lô này người ta đang bán là 4,7 tỷ anh chị. Vâng, thì đây là cái con đường Hồ Chí Minh này anh chị. Và cái số thửa thì anh chị cũng có thể nhập và tự tải về. Đây là ngoài, đây là quốc lộ 13, và chạy vào là lô đất của chúng ta nó rơi vào tầm khoảng là chỉ còn ở tầm khoảng là 200 đến 300 m mà thôi, tại vì hồi nãy là đi đường lòng vòng, chứ còn bây giờ là nó chạy thẳng rồi thì rất là đẹp anh chị. Thì đây là một cái lô đất mà nó vuông vắn từ đầu tới cuối, là một cái hình chữ nhật kế bên cạnh ao xưa, và cái quán này là quán người ta đang câu cá giải trí đó anh chị. Và nếu như anh chị nào muốn sở hữu cho mình cái lô đất này để làm nhà kho, nhà xưởng thì anh chị hãy liên hệ với em qua số điện thoại 0356555579 anh chị nhé. Và ngày xưa là người ta bán là 3 tỷ 5, và bây giờ người ta chỉ bán có là 2 tỷ 5 50 mà thôi.